khai trương và đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2023, nhà phân phối yến xào Kim Oanh chuyên cung cấp các loại yến xào thương hiệu Hoàng Việt, Nha Trang, Khánh Hòa là địa chỉ tin cậy của nhiều người tiêu dùng. Nhà phân phối yến xào Kim Oanh chuyên cung cấp các loại như yến tổ, yến hũ được sản xuất tại công ty Hoàng Việt. Yến xào Hoàng Việt là một trong những thương hiệu top đầu về dòng yến hũ hiện nay trên thị trường. Toàn bộ nguyên liệu đầu vào được công ty yến xào Hoàng Việt kiểm tra giám sát nghiêm ngặt, sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại, nhà máy đạt chuẩn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe của Bộ Y tế. Với các mẫu mã đa dạng, đặc biệt không pha trộn, không chất bảo quản, phù hợp với tất cả người tiêu dùng ở mọi lứa tuổi. Đại lý của Kim Oanh đây là cửa hàng nói chung là chất lượng. Khi nào hết là hết, lần này là chị lại đến mua lần khác. Thì chị thường thường là mua về cho ông bà này, các cháu nhỏ uống vào là ăn được, khỏe trong người rất nhiều. Hiện nay, nhà phân phối yến xào Kim Oanh đang cung cấp 9 loại yến trưng sẵn như yến sâm dành cho người già, yến không đường phù hợp với người ăn kiêng, tiểu đường, yến hạt sen cho người bị mất ngủ, yến tứ vị và táo sen giúp thanh lọc cơ thể, yến hạt chia dành cho phụ nữ mang thai và người bị táo bón, yến đường phèn phù hợp cho mọi đối tượng, yến Kids Plus dành cho trẻ em 12 tháng tuổi trở lên, yến cao cấp Saffron đông trùng hạ thảo bồi bổ cơ thể cho người mới ốm dậy sau khi phẫu thuật và tốt cho bà bầu và thai nhi. Đặc biệt, cơ sở hiện đang có chương trình khuyến mãi. Khi mua 10 hũ yến xào bất kỳ được tặng một hũ hoặc bốc thăm trúng thưởng nhiều phần quà có giá trị khác. Cửa hàng mình thì cũng mở được gần 6 tháng thôi. Cửa hàng mình cũng có 9 vị yến. Và thứ nhất đó là yến đông trùng hạ thảo, rồi yến tứ vị, yến hạt sen, táo đỏ hạt sen và yến đường phèn. Và có yến trẻ em là Kids Plus, yến hạt chia. Và bên cạnh đó thì các hũ yến trưng sẵn thì cũng có các cái yến tổ, các cái nhiều loài để khách lựa chọn. Các sản phẩm của yến mình nhập về đều lấy từ công ty có nguồn gốc rõ ràng, nhập ở Nha Trang, Khánh Hòa. Chất lượng sản phẩm được nhiều người sử dụng một lần và sau quay lại sử dụng rất là nhiều, rất là hiệu quả, rất là tốt. Mong muốn của mình là mang đến những sản phẩm yến tốt, có chất lượng đến cho người tiêu dùng. Nhà phân phối yến xào Kim Oanh, địa chỉ tin cậy của mọi khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối yến xào Kim Oanh, địa chỉ thôn Trung Vân, xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân. Điện thoại liên hệ Zalo 0978 479 350.